Xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc đến rồi Rất vui để gặp lại các bạn ở trong một ngày của đầu tuần Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2022 Ở trong video ngày hôm nay thì Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn Một cái suy nghĩ của Ngọc ở thời điểm hiện tại trong thị trường crypto Những cái suy nghĩ này thì sáng nay Ngọc cũng đã chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân của mình Cũng như trên tài khoản Twitter đó Nó là một cái suy nghĩ mà liên quan đến cái cảm nhận về tâm lý đám đông trong thị trường chung cũng như là trong thị trường đầu tư crypto nói riêng thì Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn cái suy nghĩ này và cái suy nghĩ này thì Ngọc mà có được kinh nghiệm sau khi mà mình đã trải qua thời gian đầu tư ở trong thị trường là 6 năm qua thì đây cũng là một cái cái cảm nhận cá nhân và nó cũng đôi khi nó cũng phản ánh khá tốt cái cái tâm lý của đám đông nó nó sẽ cho chúng ta thấy là cái thời điểm nào thì chúng ta nên mua thời điểm nào chúng ta nên bán Ngọc sẽ đưa cái phần chia sẻ này lên đầu của video sau đấy thì Ngọc cũng sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin liên quan đến thị trường à, những cái sự kiện trong tuần này có những cái sự kiện gì chúng ta cần quan tâm À, ngoài ra cũng có những cái thông tin giống như à, nó liên quan đến à, một số cái biểu đồ à, dựa trên những cái chu kỳ tăng và giảm và cho chúng ta thấy là chúng ta đang ở đâu sau đó thì à, cũng có những cái thông tin liên quan đến à, cuộc à, khẩu chiến tranh luận của CZ chủ sàn Binance với Samin Minh Phi. Cuối cùng là một số các cái thông tin liên quan các cái địa chỉ ví Bitcoin và nó cũng cho chúng ta thấy là có những cái dữ liệu phản ánh mà chỉ có thông tin ở trên chuỗi khối nó mới cho chúng ta cái cái phản ánh tốt nhất ở trong thời điểm hiện tại. Ok bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé tuy nhiên các bạn à, nếu như các bạn đang ở trên kênh youtube của ngọc thì cũng đừng quên các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký ở bên dưới sau đó các bạn nhấn vào cái nút à, quả chuông ở bên cạnh để đảm bảo mỗi lần ngọc xuất bản những cái video như thế này thì bạn là người đầu tiên nhận được thông báo thì à, sáng nay á ngọc có à, chia sẻ một cái à, bài viết nho nhỏ ở trên tài khoản à, facebook của mình nhé à, đó là à, thực ra mỗi hàng ngày á thì à, Buổi sáng, Ngọc hay hay chở uh, con đi học. Xong sau đó thì chở bà xã đi chợ. Và rất nhiều năm rồi, uh, Ngọc thường chọn một cái góc nhỏ nhỏ ở ngay cổng chợ để mình ngồi đó chờ bà xã trong khi bà xã đi chợ. Và thật ra cái khoảng thời gian khoảng uh, 10 năm 20 phút mà Ngọc ngồi chờ đó thì Ngọc uh, nghe được rất nhiều cái câu chuyện, quan sát được rất nhiều cái hoạt động mà buổi sáng diễn ra. Tại vì các bạn thấy là ở cổng chợ đó là cái nơi mà tập trung rất nhiều người buôn bán rồi tập trung rất nhiều những cái người khác ở ở ở cái khu vực đó thì tất cả những cái câu chuyện trong cuộc sống nó đều đều biểu hiện ra ở ngay cái cổng chợ rất là rõ ràng. Và các bạn có biết là rất nhiều các cái câu chuyện Ngọc đã từng lắng nghe được ở cái thời điểm mỗi buổi sáng như thế này thì thời ngọc thấy là trong khoảng là vài tháng trở lại đây thì các cái câu chuyện nó không còn xuất hiện những cái từ À, như là những cái người mà à, họ họ ngồi chờ người thân ở cổng chợ trong trong lúc mà người người thân đi chợ đó ở các quán cà phê rồi những cái vỉa hè ở cổng chợ thì những cái người này họ không còn trao đổi và họ không còn nói chuyện về chứng khoán, họ cũng không nói về bitcoin, họ cũng không nói về nhà đất nữa. Khoảng mấy tháng nay thì Ngọc nhận thấy như vậy còn trước đây nhé, trước đây uh, ví dụ như ngọc thấy là năm 2021 đi, 2020 thì những cái khoảng thời gian buổi sáng mà ngọc ngồi ở đây thì hầu hết đều nghe thấy là uh, chứng khoán này, uh, uh, những cái những cái chiến tích đầu tư họ khoe với nhau rồi thậm chí là uh, những cái chị bán rau cũng cũng tham gia vào cái cuộc nói chuyện đấy Họ nói về Bitcoin Họ nhắc đến những cái từ đầu tư mua bán rồi Thậm chí là cái thời điểm mà sốt đất Các bạn thấy là của năm 2021 đó, Thì ở uh, mọi người bắt đầu kể với nhau nghe là Nhà này có có mảnh đất lớn như thế này Bán được bao nhiêu rồi uh, đủ thứ Tất cả tóm lại là cái thời điểm đấy Ngọc thấy là ai ai cũng nhắc về những cái câu chuyện về chứng khoán Bitcoin nhà đất vân vân còn trong thời gian khoảng vài tháng trở lại đây thì gần như là Ngọc không nghe thấy những cái câu chuyện như vậy ở cổng chợ nữa thì ở đây Ngọc chia sẻ cho các bạn thấy là gì tức là Ngọc có một cái kinh nghiệm mà Ngọc nghĩ là trước đây Ngọc đã từng chia sẻ ở một cái video trước đây cho các bạn rồi đó là đám đông thường bị chi phối và thường uh, thường thường bị uh, bị mô theo kiểu hiệu ứng bầy đàn. Và khi mà các bạn thấy những cái thời điểm mà thị trường nó đi lên rất cao á, thì các bạn thấy là ở trên internet cũng vậy, nhà nhà mọi người đều nói về đầu tư, đều nói về chứng khoán, đều nói về Bitcoin, đều nói về nhà đất, thậm chí là cả những cái người mà hồi nào giờ người ta không làm những cái công việc liên quan đến nhà đất nhưng họ cũng có thể sẵn sàng uh, giới thiệu giới thiệu đất giới thiệu mua bán và đấy là cái biểu hiện của tâm lý đám đông họ bị phô mô bởi thị trường chung uh, và chính những cái thời điểm mà chúng ta nhận thấy nhiều cái câu chuyện nhiều cái người tham gia vào như thế thì có lẽ đó là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái thị trường nó đang quá nóng nó đang tăng quá cao ai cũng nghĩ mình là người tài giỏi ai cũng nghĩ là nhảy vào thì sẽ kiếm được tiền thì chính những cái lúc thời điểm như vậy là những cái lúc mà chúng ta nên suy nghĩ để cát ao ra khỏi thị trường dần dần và thực ra đối với ngọc và trong cái à, giai đoạn của năm 2021 thì Ngọc đã nhận diện cái điều đó rất là rõ và cái giai đoạn đấy Ngọc cũng đã thực hiện à, cắt out ra à, khỏi thị trường và Ngọc cảm thấy đúng như vậy khi mà bắt đầu dần dần các bạn thấy đầu bắt đầu từ đầu từ tháng 3 tháng 4 của năm 2022 á thì mọi thứ bắt đầu dần dần nó đi xuống đi 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 xuống đi xuống từ từ cho tới tận bây giờ thì các bạn thấy là tất cả các cái thị trường đều đều xuống rất là mạnh. Thì ở đây Ngọc vẫn chia sẻ cho các bạn một điều đó là không cái gì nó có thể tăng mãi và không có gì để giảm mãi. Tất nhiên là chúng ta hiểu điều đấy, nhưng dấu hiệu chúng ta nhận biết là gì? Là chúng ta nhận biết qua tâm lý đám đông. Khi nào mà chúng ta thấy ai cũng nói về những cái điều đó báo chí truyền thông đều nói tốt về nó thì lúc đấy chúng ta nên suy nghĩ là cái thị trường nó đang quá nóng còn bây giờ này những cái thời điểm như bây giờ là những cái thời điểm mà mọi người chán nản lo sợ không ai thèm ngó ngàng tới à, thì đây chính là những cái thời điểm nếu như chúng ta để ý thì à, chúng ta có thể bắt đầu tham gia đầu tư dài hạn rất là tốt chúng ta sẽ mua được những cái tài sản với giá rất là rẻ và có một điều quan trọng nếu mà chúng ta áp dụng và nhận biết được cái tâm lý đám đông này thì chúng ta sẽ thực hiện đúng được cái câu nói uh, mà mọi người hay nói đó là uh, không quan trọng là bạn đầu tư giỏi hay là dở nhưng cái quan trọng là khi thị trường mà đi lên á, thì bạn có những cái tài sản để bán còn khi mà thị trường nó đi xuống thì bạn còn tiền để tiếp tục mua À, đây là cái câu nói rất là hay mà để làm được điều đó không 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 hề dễ chút nào tuy nhiên là chúng ta tham gia vào trong thị trường lâu thì chúng ta có thể nhận biết những cái tâm lý đám đông uh, qua cuộc sống hàng ngày qua những cái thông tin tin tức để phản ánh ra tâm lý đám đông và chúng ta có thể đầu tư theo chu kỳ được như vậy ok đây chỉ là một cái uh, câu chuyện nho nhỏ mà ngọc rất muốn chia sẻ cho các bạn uh, về cái trải nghiệm đầu tư về cái kinh nghiệm của mình uh, mà ngọc đã tích lũy được mà thôi uh, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với những cái thông tin cụ thể trong thị trường crypto thì các bạn thấy liên quan đến giá của những đồng coin ở trên thị trường thì các bạn thấy là uh, trong uh, vài ngày qua thì cũng không có dao động nhiều và gần như là thị trường rất là im ắng im ắng và kiểu cảm giác như kiểu đang chờ đợi một cái điều gì đó các bạn thì đúng rồi chúng ta đang chờ đợi bởi vì các bạn thấy là uh, ngày 13 ngày mai uh, thì uh, Mỹ sẽ công bố chỉ số CPI và vào lúc 8 giờ 30 ngày 13 tháng 12 uh, thì các bạn thấy là chỉ số CPI, CPI là cái chỉ số mà nó phản ánh uh, lạm phát của Mỹ và cái chỉ số này rất là rất quan trọng và thường nên chúng ta thấy là ở trong những cái tháng trước cũng vậy khi mà trước những cái cái thời điểm mà Mỹ công bố chỉ số CPI thì thị trường im im lặng và gần đến cái thời điểm mà công bố thì nó có dao động có dao động một chút và sau đấy cái Dựa vào cái chỉ số CPI thì nó sẽ uh, phản ánh uh, tốt hay xấu thì nó dao động mạnh hơn sau khi chỉ số này được công bố. Và tiếp theo đó, vào ngày 15 tháng 12 thì các bạn thấy là Fed sẽ họp và công bố lãi suất uh, tăng trong cái tháng uh, này sẽ là bao nhiêu. Thì dự đoán trên thị trường hiện nay á, thì uh, đây là cái lần đầu tiên sau vài tháng uh, Fed sẽ bắt đầu uh, tăng lãi suất. Đợt này chỉ tăng khoảng... Uh, 0 .5 điểm à, thì những cái tháng trước các bạn thấy hầu hết là đều tăng 0.75 điểm còn thời điểm này thì uh, mọi người đang dự đoán là sẽ bắt đầu giảm uh, cái điểm tăng lãi suất là chỉ còn 0.5 mà thôi uh, Tuy nhiên chúng ta cũng thử xem để chờ đợi xem là đến ngày 15 tháng 12 thì sẽ uh, cái lãi suất đợt này sẽ tăng là bao nhiêu uh, sau đấy cái um, Tiếp theo thì sẽ uh, có một cái họp báo và cái công bố của uh, FOMC. FOMC là cái cuộc họp của uh, rất nhiều các cái đại diện nằm nằm trong FOMC, tức là những cái chủ tịch uh, của các cái bang ở Mỹ uh, giống như kiểu cái hội đồng của Fed vậy. Rồi họ sẽ họp báo và họ sẽ công bố những cái uh, nhìn nhận và uh, Họ đánh giá thế nào về cái nền kinh tế của Mỹ thì, uh, trong năm 2023? thì những cái nhận định của FOMC nó cũng rất là quan trọng để nó phản ánh vào những cái thông tin trên thị trường. Thì uh, Ngọc cũng không biết từ bao giờ mà những cái chỉ số CPI của Mỹ rồi những cái uh, cuộc họp của Fed của FOMC nó lại ảnh hưởng đến thị trường crypto đến như vậy có lẽ là chắc cũng chỉ khoảng 2, 2 năm trở lại đây thì các bạn thấy là những cái thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô chung á như thế này nó mới có phản ánh vào vào thị trường crypto à, chứng tỏ một điều là thị trường crypto ngày càng nhiều người quan tâm và cái giá nó đang giá của thị trường crypto á nó đang phản ánh theo những cái cái chỉ số chung thì à, Ngọc thấy điều này cũng cũng rất tốt các bạn bởi vì là Uh, như vậy nó cho thấy là uh, hiện nay những người đầu tư vào crypto nó nó, nó rất là đông và nó không chỉ là những người yêu thích công nghệ uh, mà cả những cái người mà đầu tư vào chứng khoán đầu tư vào những cái thị trường khác họ cũng đã bắt đầu um, phân bổ cái danh mục đầu tư của họ vào trong thị trường crypto do vậy nó mới dao động theo những cái thông tin kinh tế vĩ mô như vậy thì một thị trường nào đó mà càng nhiều người tham gia vào thì ngày nó càng phổ biến hơn. Điều này rất là tốt. Sang những cái thông tin khác thì các bạn thấy là ngày hôm qua à, đã có một cái danh sách là 50 người à, ảnh hưởng nhất à, trong thị trường crypto của năm 2022. Thì các bạn thấy ở trong danh sách 50 người này thì đứng đầu á là à, CZ là chủ của sàn Binance các bạn biết rồi. À, ngoài ra thì ngay cái số 2 này này là cái rách cái tài khoản rách XBT. Đây là một cái tài khoản trên Twitter mà họ chuyên phân tích on chain để họ chỉ ra những cái vụ scam, những cái vụ lừa đảo ở trên thị trường crypto. Thì năm vừa rồi có quá nhiều cái sự kiện đặc biệt là những cái sự kiện của Luna uh, gây ra thị trường sụp đổ của tháng vào tháng 6 năm 2022 và sau đó là uh, uh, vụ của sàn FTX cách đây khoảng uh, một tháng thì các bạn thấy là uh, rách FPTC được xếp số 2 sau uh, CZ. Ngoài ra thì cũng có những cái nhân vật mà các bạn cũng rất là quen thuộc và vị trí số 11 là uh, chủ tịch của Fed. Thì các bạn thấy là uh, Fed là một một cơ quan mà ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ chung và kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên uh, chủ tịch của Fed năm nay cũng được xếp vào vị trí số 10 là cũng rất ảnh hưởng đến thị trường của crypto. Các bạn thấy uh, đây là một cái điều cũng rất là mới ở trong năm nay. Uh, ok cái danh sách 50 người này thì các bạn có thể theo dõi. Khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường crypto á thì các bạn theo dõi những cái người có sức ảnh hưởng này và phần lớn là họ sẽ hoạt động ở trên Twitter đó thì cũng là một cách để các bạn có thể cập nhật những cái thông tin rất là thú vị từ những người có sức ảnh hưởng trong thị trường crypto. À, trở lại với một là hai cái thông tin về hai cái biểu đồ thì các bạn thấy đây có một cái biểu đồ phân tích về những cái chu kỳ tăng trưởng của à, thị trường crypto và cũng là lấy cái biểu đồ của bitcoin làm phản ánh chung thì các bạn thấy là cứ mỗi một cái mùa tăng trưởng á thì cái phần trăm tăng trưởng càng ngày nó sẽ càng giảm đi như các bạn thấy là bắt đầu từ năm 2011 đến 2013 á, thì cái tốc độ tăng trưởng là tới 30.000 phần à, trăm sau đấy thì nó giảm cái giai đoạn tiếp theo là từ 2010 3 đến 2015 thì các bạn thấy là, là cái tốc độ tăng trưởng nó còn là 50.000%. Cái chu kỳ tiếp theo từ năm 2016 đến năm 2018 thì các bạn thấy là à, tăng trưởng chỉ 10% mà thôi. Và tương ứng như vậy á, sau đó là 2.000%. Vậy thì cái chu kỳ tiếp theo à, mà tới đây hiện nay chúng ta đang ở cái thời điểm là đầu cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì sẽ còn 1.350 ngày nữa. Để tăng trưởng đối với cái mốc Là khoảng 1.500% Thì tương ứng với lại Cái giá của Bitcoin nó ở đâu đó Là khoảng à, trên 100.000 đô à, Ở đây cái biểu đồ này Cho thấy là khoảng 200.000 đô Tức là cái cái thời gian tăng trưởng Cứ các chu kỳ á, Nó là 1.350 ngày Và cái phần trăm tăng trưởng ngày càng thấp hơn Tuy nhiên à, Cái thời điểm dự đoán sắp tới nếu mà Lịch sử lặp lại như cái lần trước Thì một trong vòng 1.350 ngày tới tức là tương ứng đến khoảng năm 2015 á, thì giá Bitcoin là khoảng gần 200.000 uh, đô thì đây là một cái biểu đồ cũng chỉ cho chúng ta thấy là những cái dự đoán thôi um, và nó cũng là một cái uh, nhìn tích cực trong cái khi mà cái thị trường mà nó ảm đạm như thế này thì những cái biểu đồ như thế này nó cũng giúp chúng ta uh, lấy lại chút năng lượng để chúng ta có thể uh, giữ vững cái niềm tin để chúng ta tiếp tục đầu tư. À, um, đây là một cái biểu đồ nữa cho chúng ta thấy là những cái tháng uh, nó bị bán nhiều nhất nó tương ương với chỉ số rsi ở trên biểu đồ và chúng ta thấy là những cái điểm màu đỏ này ở những cái năm và nó cũng là những cái năm mà giá của thị trường đi xuống rất mạnh và bây giờ chúng ta cũng đang ở những cái tháng mà cho thấy là cái, uh, cái việc uh, bán bán ở trong thị trường nó xuống rất là sâu và bây giờ là cái thời điểm mà RSI xuống thấp nhất và cái số lượng bán nhiều nhất thì sau mỗi một cái lần mà nó vào cái mục quá bán này thị trường nó vào cái điểm quá bán này thì có thể cái thị trường nó bắt đầu sẽ có những cái đợt phục hồi và tăng trưởng trở lại thì Hai biểu đồ này cũng cho chúng ta thấy hai cái cái uh, cái nhìn trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta đang ở đâu và uh, khi mà nó xuống sâu như vậy thì uh, nó sẽ tăng trở lại và tăng như thế nào. Trở lại với cái thông tin uh, về SAM Banh Phi và CZ của sàn Binance thì các bạn thấy là uh, ngày mùng 9 tháng 12 thì ở trên Twitter có một cái uh, um, cái tweet từ CZ tức là Cz nói là cái cái cuộc phỏng vấn của Kevin O'Leary phỏng vấn ở trên CNBC ấy, thì Cz nói là Kevin O'Leary nhận được tới 15 triệu đô là cái chi phí để trả cho từ từ FTX trả cho Kevin O'Leary để uh, quảng bá cho cái sàn giao dịch FTX và uh, trước đây thì các bạn nhớ là Kevin O'Leary là cái người ở trên chương trình sắc thanh của Mỹ ấy và ông ấy là được sàn FTX trả 15 triệu đô để làm giống như đại sứ thương hiệu và uh, cũng là một cái nhà đầu tư vào uh, FTX thì trong cuộc phỏng vấn này Kevin O'Leary vẫn uh, vẫn binh vực Sam uh, bankman Phi và uh, CZ thì không 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 đồng ý với cái quan điểm đấy và CZ cũng liệt kê ra là tất cả những cái số tiền của của sàn FTX mang đi đầu tư vào rất nhiều các cái công ty uh, và nó thua lỗ uh, cái tất cả những cái số tiền đầu tư này tới 5.5 tỷ đô la và thua lỗ rất nhiều uh, và cái tiền đấy là tiền của khách hàng. À, ngay sau đó thì Sam bankman Phi nhảy vào cái cuộc thảo luận này và nói CZ là bạn đã thắng và À, bây giờ thì không cần nói về những cái uh, chuyện uh, đã xảy ra ra nữa và sau đấy thì tiếp tục là Sam Bing Phi và CZ thì tiếp tục tranh luận về cái cổ phần mà trước đây uh, sàn Binance đã đầu tư vào FTX sau đó sàn Binance uh, bán lại cái cổ phần đó và uh, Sam Bing Phi thì nói là uh, nếu như uh, FTX không mua lại thì thì sàn Binance cũng không thể bán hay là không thể thoái vốn. Rồi sau đấy thì CZ lại tiếp tục tranh luận lại tức là FTX không thể ép chúng tôi bán nếu chúng tôi không muốn. Tức là hai người cứ cứ tranh luận với nhau những cái cái thông tin đã xảy ra rồi giữa cái việc đầu tư của sàn Binance vào sàn FTX. Thì nói chung là um, cái câu chuyện giữa giữa Binance và ftx cũng như câu chuyện giữa cá nhân của cz và Bankman phi thì nó kéo dài cho từ khi mà cái sự sụp đổ của ftx cho tới bây giờ và đây là những cái thông tin mà chúng ta cũng cũng tham khảo mà thôi. Ngày hôm qua thì uh, có thêm một cái thông tin nữa là cái sàn crypto.com cũng cung cấp những cái bằng chứng kiểm toán bởi cái uh, công ty kiểm toán Maza Group. Đây cũng là cái công ty kiểm toán mà cách đây một vài ngày đã uh, công bố cái công cái kiểm toán của sàn Binance. Thì các bạn thấy là crypto thì cũng công bố là tất cả những cái tài sản bằng những cái tiền điện tử thì uh, cái tài sản mà sàn crypto.com đang nắm giữ đó nó đều vượt mức từ 101% đến 102% so với những cái tài sản mà khách hàng gửi vào trong sàn crypto thì đây cũng là một cái thông tin uh, minh bạch của các sàn hiện nay và sàn crypto thì cũng chia sẻ cái báo cáo từ một cái công ty kiểm toán uh, là Mazarup thì các bạn để ý là khi bây giờ mà các bạn coi World Cup á, thì các bạn sẽ thấy là cái logo mà quảng cáo ở trên sân các cái sân trận bóng thì crypto uh, com uh, liên tục thực hiện những cái quảng cáo này crypto cũng là một công ty rất lớn ở trong thị trường crypto hiện nay một cái thông tin cuối cùng mà ngọc muốn chia sẻ cho các bạn đó là dựa theo on chain thì uh, trong thời điểm hiện nay uh, khi mà thị trường đi xuống thì các bạn thấy là cái số địa chỉ ví chứa một bitcoin ấy, nó tăng lên rất là mạnh các bạn thấy cái địa thời cái đường màu đỏ ở trên màn hình những cái địa chỉ ví mà có lưu trữ một bitcoin tăng lên rất mạnh trong cái thời gian này thì hiện nay ở trên uh, twitter đã có một cái xu hướng là cái câu lạc bộ một bitcoin tức là những cái người mà nắm giữ một bitcoin ở trong thời điểm này họ đang tranh thủ cái thời điểm giảm giá này để họ tích lũy đủ một bitcoin thì uh, các bạn thấy là ở trên cái trang uh, Bit Info Chat thì các bạn thấy là những cái số lượng mà ví từ 1 đến 10 Bitcoin thì hiện nay đã đang chiếm khoảng uh, 1.86%, tổng số địa chỉ ví hiện nay đang nắm khoảng 9 788 và các bạn tổng số của những cái Bitcoin nằm trong từ 1 tới 10 Bitcoin hiện nay tổng số là khoảng hơn 2 triệu btc thì uh, các bạn thấy là dù trong thời điểm này thị trường toàn những thông tin tiêu cực nhưng cái số lượng người để nắm giữ một bitcoin họ lại 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 tăng lên rất là nhiều thì chứng tỏ là uh, đây là cái thời điểm mà những người còn niềm tin ấy, và còn cái mục tiêu là cố gắng có giữ cho mình được một bitcoin đang tăng lên rất là nhiều thì ok đây là tất cả những cái thông tin mà ngọc uh, muốn chia sẻ cho bạn ở trong video ngày hôm nay hy vọng là những cái thông tin này nó mang đến những cái giá trị cho bạn và ngọc chúc các bạn có một tuần mới làm việc uh, nhiều uh, năng lượng có nhiều niềm vui và đầu tư thành công ở trong cái uh, thời điểm này À, xin cảm ơn và xin hẹn gặp các bạn ở những những cái video tiếp theo